lọ với em đi mà đi chặt. Đánh máy. Cái bị bóng qua các bạn hay rồi. Thôi mà nhất là những pha mấy pha với nhau của mấy thằng nhóc này luôn, mình sẽ là người đồng với gì. Với em đi mà đi chồng à, để chồng bắn cho vợ coi nghiêng dữ lắm này, 8 kill rồi vãi xòi, để chồng bắn cho coi nè. Gì vậy, gì mà trúng đầu vậy? Bắn kêu đấy gì mà trúng đầu mình, cái bóc gần chết đi. Lát hả? Cái gì vậy ta? Gần chết luôn nè. Với người đền mạng nha mày. Đền mạng cho mày, cái cho mày. Thằng này nó làm hư cái nón đẹp trai của mình luôn, vãi xòi à. Mấy ông này bắn kinh thiệt. Bắn gì ác, khẩu nghiệp dữ vậy. Ủa, ác nghiệp dữ vậy. Cho em xin slot Hiển ơi, chút chơi em trai. À, chị cho. À, nó bắn dễ chịu luôn á, chơi gì nữa. Mất dễ thiệt. Chó này. Chơi dễ chịu luôn á, không biết đường đỏ luôn á, không thấy nó cầm bazooka luôn á. Trời ơi, mũi lửa nữa. Đi qua đi lại hoài. Chó thiệt. Ở mình thua nữa chứ. Mình gặp em mà mấy năm nữa kìa. Ờ à, BB đây rồi. Quá à, sợ quá. Cầm mà mấy năm ngoài. Cho chơi game với nào. Bảy chuối à. Chưa chắc lắm. Bom à, chạy vô. Bom kìa, chạy vô.
lại mỗi thằng móc mình xíu nữa mình chết nữa rồi. Hoài luôn á. Điểm vào nha, lên thọ nha. Nói gì thôi chứ đâu có sợ đâu. Bình thường nè, nói cho anh em vui vậy thôi chứ sợ gì. Chơi ganh mà, sợ gì đấy mà. Đợi xíu. Có hai trường phái thiện lành với thiện chiến anh em à. Thiện chiến thì hơi nhiều. Để em bắn boss làm gì đây? Để em bắn cho anh em thiện chiến coi trước. Ở thiện lành coi trước. Rồi, có lại xịn rồi. Hello gì kìa, con quỷ này. Anh mới thấy luôn á. Này boss không à? Cho sạch dầu bắn không bao giờ trúng. Hết con mẹ nó người rồi. Thôi cho mình đi lấy bắn người cái. Ô hết con mẹ nó người rồi. Vái xòi ạ. Tính của em là vậy nè. Anh em biết tính của em rồi đó. Vậy đó, em mới thích đó. Chứ kia em nấp không được rồi. Em chỉ hết nổi rồi. Tức quá. Nhìn mấy nhỏ bắn nhau mình không được bắn, mình tức lắm anh em à. Chơi nó. Body 8 kìa. Ui, VZ X4 bắn ngon nhất anh em à. Đó, đây mới là GC của anh em biết nè. Núp làm biết lắm. Chơi. Lấy cái lỗ tai liền. Lỗ tai đưa ra 4 cái lấy hết rồi. Ở lại lớp nè. Cô giáo lên dạy lớp 1 và cho lên lớp 1 chứ mười mấy năm. Cô giáo bèo. Không ngủ sớm vợ cho ngủ ngoài thì phiền. Ô là ra ngoài coi ha. À đù. Không có dám coi game trước mặt vợ gì. Vợ la gì. Mấy nè em búng cái lỗ tai cái bắt. Đi liền. Bốn thằng hồi nãy chứ gì anh em. Ép chứ bơm ra là chết liền. Hơn là nãy còn bơm pháo. Bơm pháo là giải quyết vấn đề liền. Nổ to lắm, bơm pháo nổ to lắm anh em. Lấy top 3 900k hả? Phải. 9 triệu luôn cũng không lấy được. 9.000 thôi cũng không lấy được. 9 triệu gần bằng tháng lương mẹ đây. Boss bữa nay nó nhảy mà nó giật giật kìa. Top 1 anh em à. Like và share nha. Comment số 1 anh em nào.